Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm ngày thành lập hội và tọa đàm với chủ đề Vượt vũ môn dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ. Qua 9 năm hoạt động, Hội Sáng chế Việt Nam đã xây dựng một cộng đồng sáng chế năng động, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của công nghệ và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, kết nối nhà sáng chế với nhau, hỗ trợ sáng chế, phát minh trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp thông qua việc đăng ký và quản lý tài sản trí tuệ. Đến nay, Hội đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sáng chế và sở hữu trí tuệ, đồng thời tư vấn, hỗ trợ cho nhiều sáng chế được thương mại hóa thành công trong và ngoài nước. Tại buổi tọa đàm Vượt vũ môn dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ, các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận sâu về chuyên đề vai trò sáng chế, công nghệ, tài sản trí tuệ đối với phát triển chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương và toàn cầu, cây bút nhỏ, hoài bão lớn, vươn tầm thế giới của tập đoàn Thiên Long, kinh nghiệm bảo hộ, khai thác sáng chế nước ngoài và giấc mơ vượt vũ môn của Star Global, đổi mới sáng tạo trong thời đại 4.0 để hội nhập toàn cầu, đổi mới sáng tạo, viết trang sử vàng của doanh nghiệp Việt. Thưa quý vị, với phương châm làm chắc, bằng bước đi và lộ trình phù hợp, thì cho đến nay, chuyển đổi số của thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác chuyển đổi số đang được tiến hành mạnh mẽ tại các doanh nghiệp và cả tại các cơ quan nhà nước. Hiện mỗi ngày Hà Nội có gần 10.000 lượt xe buýt hoạt động với trung bình khoảng hơn 800 xe chạy. Để điều hành được mạng lưới rất lớn này, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số là điều bắt buộc. Nhờ ứng dụng công nghệ, nếu như trước đây, trung tâm điều hành xe buýt Tổng công ty Vận tải Hà Nội phải cần hơn 100 nhân sự điều hành theo cách thủ công truyền thống, thì bây giờ chỉ cần 10 cán bộ là đã có thể theo dõi, quản lý vận hành toàn bộ hệ thống xe buýt của thành phố. Và trên mỗi xe buýt sẽ gắn một hệ thống định vị, và khi xe chạy thì nó sẽ hiển thị các cái cảnh báo, ví dụ như xe đang màu đỏ này là xe đang hoạt động bình thường. Đấy, gần khi mà hiện các cái chấm đen và ngôi sao thì đây là hiện tượng đang cảnh báo tắc đường. Nếu trên khoảng 10-15 phút thì phải đưa ra các phương án điều hành. Còn đây là hình ảnh quen thuộc tại một chợ phiên nhỏ thuộc xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì. Bà con ở huyện vùng xa giờ đây đã quen với việc không dùng tiền mặt khi đi chợ. Giá lại tiền 150, dễ 1-2 nghìn, phức tạp quá. Với cái mã này quá tiện. Kể cả 100, 200, 1 triệu, 2 triệu hay kể cả 15.000, 20.000. Cứ thế nào quét xong không có phải trao đi trả lại một cái gì hết. Tâm đưa một số cái mô hình chuyển đổi số để ứng dụng vào cuộc sống như mô hình là chợ thông minh, mô hình là thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Chuyển đổi số không phải là lựa chọn mà là nhiệm vụ bắt buộc. Đây là khẳng định của Hà Nội, đô thị đặc biệt, cũng là đơn vị hành chính đặc biệt cấp tỉnh. Và với Hà Nội hiện nay, chuyển đổi số đang là cuộc cách mạng toàn dân.